Hi, Bãi Rắn Xuân Lộc Đồng Nai xin mến chào các bạn nha. Bữa nay mình tiếp tục trở lại quê để thăm bãi nha các bạn. Một chuyến đi Sài Gòn đúng là thú vị luôn các bạn ơi. Bữa nay mình quay lại về nhà thăm bãi mà nay mưa quá các bạn ơi, mưa. Mưa mà mình đi từ Sài Gòn về tới nhà là dính mưa hết luôn các bạn. Mà tối cả đêm nay mưa, sáng nay mưa nữa các bạn ơi. Giờ ngớt ngớt mưa bắt đầu cái mình đi thăm thấy các bạn. Mà không biết là tính ra ngày thứ sáu nha các bạn, mà biết nay có không các bạn, hy vọng là bữa nay sẽ có rắn. Mình cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành và ủng hộ cho kênh Bãi Rắn Xuân Lộc Đồng Nai trong thời gian qua nha các bạn, và mình cũng hy vọng là các bạn sẽ vẫn luôn đồng hành và ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo nha các bạn. Hy vọng là sẽ có rắn cho các bạn xem cho nó thú vị nè. Ồ, cái này không có các bạn ơi, chuột chạy ra. Cái này đây các bạn. Bẫy mình này không dính nha các bạn. Mình chỉ nghe dòng nước hay sao á. Rồi, cái này không có nha các bạn nha. Thôi đợi tới cái tiếp theo nha các bạn. Ây da. Chuẩn bị tới cái tiếp nha các bạn. Mưa quá lớn và mưa tràn bờ luôn. Cây bắt mèo này lắc cái chạy ra đập gãy cái cây này để nó cái bữa lớn không nó đâu có dày đâu, mà nay nước nó chảy ra này. Rồi đem kìa tắm luôn các bạn. Ồ, hổ mèo quá rồi, cái con hổ mèo các bạn, mèo nhỏ xíu à. Đây các bạn nè, nhẹ nhàng nó để nó phì nha các bạn. Cái mèo nhỏ các bạn, chắc cái này bữa sau mình mới lấy về hai con nha. Hai con hay một con đó, biết cái con kia là con gì vậy? Để mình coi kỹ coi. Đây là bịch lúa, con mèo này nha các bạn. Đây mình cũng sợ nó phì đó, con hổ mèo nha các bạn nha. Hổ mèo này nhỏ thôi chứ không có to lắm. Thôi mình để đây luôn nha các bạn, để lưới sau mình sẽ lấy về. Tại bữa nay mình cũng cầm một cái bịch đó, mình không có ấy, với lại mình cũng không có đeo mũ luôn, hôm nay sợ nó phì các bạn nè. Quá ghê, mới sáng sớm mà gặp con này rồi. Đây là hổ mèo nha các bạn, đó hổ mèo đó. Hôm qua thì hổ đất, bữa nay là hổ mèo. Thôi mình tiếp tục đi nha các bạn nha. Quá ghê các bạn ơi. Tiếp tục cái tiếp nha các bạn. Mưa mới ngớt xong, mới tạnh xong. Đường cỏ vẫn ướt nhẹp các bạn ơi. Cái thứ ba. Cái thứ hai dính em hổ mèo rồi mà không có bắt. Cái lồng trống lại bữa nay mình không có đem cái mũ trắng kiến. Hôm qua cũng nguy hiểm. An toàn là trên hết nha các bạn. Bẫy mình đây các bạn ơi. Không có gì. Ồ, này không có gì đúng không ạ? Chuột còn nha các bạn. Đây bẫy mình đây các bạn. Nó không có nha các bạn. Cái này chết. Cho nó bịt lúa. Để ngay nắp lại đây coi. Rồi. Tiếp tục đi nha các bạn. Cái thứ ba trớt rồi. Tiếp tục trong đây nha các bạn. Cái này là chích cá dễ có cá chạch lắm các bạn nè. Con này đá nè các bạn nè. Cá chạch nó hay ở đá với lại nước chảy á. Trời mưa mà trong này nó thành con mương luôn. Có hàng không? Rồi cái này chấm luôn các bạn ơi. Kỳ quá. Bảy nữa coi nè. Rớt luôn. Rắn nhỏ vô chứ rắn lớn vô cũng không hy vọng nha các bạn. Tiếp tục. Cái thứ tư đi bụi rồi. Cái hang gì nữa ta? Hang chuột. Tiếp tục nha các bạn nha. Trên đây mình có cá nha các bạn. Mưa quá lớn, mấy ngày này mưa hoài luôn. Cỏ ngã hết.
khu vực này rậm rì không kém gì ở Sài Gòn. Đó, rậm rạp. Đây, bãi mình đây. Rồi, chết luôn rồi. Sao kỳ vậy ta? Vực này ngon, mới ban đầu mình mới đặt tới, đặt ngon ghê. Đặt vô liền hai em luôn. Hôm bữa nay thăm mỏi mòn không thấy dính rồi. Không có nha các bạn. Tiếp tục đi ra. Hôm nay nước có lớn các bạn ơi. Ngập người hết luôn. Đây mình có một cái nữa các bạn. Chuột. Ủa, chuột mình đâu ta? Chuột còn. Đây chuột còn các bạn ơi. Mưa quá lớn. Nó ngập. Chuột banh xác thôi. Chuột chết banh xác cái này. Sao chuột chết ta? Chuột chết rồi nè. Mình thấy chuột nha các bạn. Dữ quá. Tiếp tục trên đây có cái các bạn ơi. Mấy cái rồi ta? 4, 6 cái rồi. 6 cái rồi mà chưa thấy ăn thua gì. Rồi ai lấy cái 7 mình rồi. 7 còn rồi. Còn chuột nó na rác. Không dính luôn ạ. Chuột nó cả bá luôn. Rắn này phải rắn bự vô nha. Rắn nhỏ vô là mệt đó. Cảnh báo điều đó đó. Không dính luôn các bạn. Tiếp tục qua bên suối rồi lội lên, leo lên cái đồi một cái nữa nha các bạn. Suối này nước lớn quá. Đục nữa, không thấy đường đi. Đá không. Leo lên nha các bạn. Hy vọng coi cái cuối ở khu vực này coi, hy vọng coi. Rậm rì chớp luôn quá, sao kỳ vậy ta, tên ghê luôn, không có trời, không có luôn quá, bó tay luôn á. Tiếp tục tới địa điểm mới nha các bạn. Quá mệt. Chuẩn bị mưa nữa các bạn ơi. Nên là nghe nói áp thấp hay đới hay bão gì đó các bạn. Mình cũng rành mới nghe con lon tin trên điện thoại nó nhắn gì đó các bạn ơi. Trước khi có người ta câu cá hay gì các bạn. Chắc vậy. Cái nha các bạn. Nhỏ 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 thôi. Để mất 7 uổng. Có hàng không? Rồi chết luôn rồi. Chuột mất rồi. Rồi chuột bên thay các bạn. Chuột bên xác rồi. Không ăn lú là biết cho bên xác rồi. Đây các bạn này, chuột bên thay. Tặng cho mày con chuột. Chỗ đây mình có một cái nha các bạn. Thì cái cặp hằng bờ ranh luôn. Rồi trắm luôn rồi. Sao mùa này không có rắn sao các bạn. Ô chuột bên xác luôn. Chết. Chết luôn kiểu này, lỗ nặng luôn. Lỗ cái này là lỗ sáng giờ là mấy con rồi. 3 con rồi. Rồi thúi trận thúi. Đây các bạn nè, các bạn thấy cái địa hình này sao các bạn? Đó, toàn là mì nha các bạn nha, mì mà nó là bạc ngàn luôn, chứ không phải là mì chừng cỡ 2-3 mẫu này nọ là không có rồi. Gọi là một rừng, gọi là rừng mì luôn á, trong mì á. Mà nghĩ người ta trồng cũng ghê các bạn. Trồng mà nó nhanh cực kỳ luôn. Mà làm cỏ cũng nhanh nữa các bạn. Cỏ mà ta vẫn xịt thuốc cỏ nhưng mà nhiều cây cỏ xịt nó không chết á. Người ta cũng lội vô người ta nhổ các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mì đâu có cây cỏ nào đâu. Thậm chí cái đường đi thì mình nói rồi. Đường đi người ta xịt thuốc cỏ cháy chết được. Còn này trong đám mì mà cũng không có cây cỏ nào luôn nha các bạn nha. Đó, các bạn coi nè. Bạc ngàn luôn. Cái này mình nói chừng nửa tháng nữa mình đi đây chắc biết mình dám đi không nữa. Thôi để tới cái bẫy rồi mình quay bẫy nha các bạn nha. Chỗ mà đúng rồi, đợt mà mình đi mà gặp hổ chết nhiều các bạn nè. Bữa nay mình quay lại điểm đó nè. Rồi mình xuống thăm bẫy nha các bạn. Hồ này nước cũng dâng lên các bạn. Dâng nhưng mà nó không có dâng cao được. Tại vì cái hồ này bị vỡ các bạn.
biết vỡ hay là người ta đào không biết, người ta đào độc. Ô, bảo làm sao bị lật đây ta. Chắc chuột kéo quá. Chuột thì còn, chắc cuộn chuột kéo rác các bạn ạ. Hay dính nha các bạn. Chuột cũng kéo rác. Níu theo. Thôi, mình tiếp tục cái mới các bạn ạ. Khu vực này mình có 5 cái này là cái đầu tiên này. Đi xuống cũng cực mà lên cũng không phải dễ. Rồi, mình tới cái tiếp theo nha các bạn. Rồi, tới cái tiếp các bạn ơi. Chỗ mấy cái chỗ này hồi đó là hồ không các bạn nha. Bữa nay là người ta vét hết, ôn ta làm gì đó. Bể hồ hết rồi. Rồi, cái bãi này trống luôn các bạn. Sao kỳ vậy ta, chỗ khu vực này ngon ghê mà lại không có dính kỳ vậy. Vô lý thì con chuột mình thôi. Phải là rắn khủng vô mới được thôi chứ không. Rắn nhỏ thì bó tay luôn. Rắn nhỏ là đừng có hòn vô đây mà xử được con chuột này. Rồi mình tiếp tục nha các bạn. Mệt quá. Thấy mệt rồi đó. Trên này có tiếp tục cái nha các bạn. Đặt hoài không dính là mình hiểu. Hiểu là khu vực này có cái gì luôn á. Trống luôn ta. Cái đường mòn nó đi đã lắm các bạn. Ta thấy cái đường mòn lúa mình đặt mà nó ăn riết mà nó cỡ này vậy nè. Một cái đường mòn đi đã lắm luôn mà sao kỳ. Không có, không có kỳ ta. Lúa mà ăn mất nửa cái rộng rồi. Tiếp tục đi bụi. Khu vực này còn 2 nữa là hết luôn các bạn. 2 cuối cùng. Dính được con hổ mèo. Còn con hổ hành nhỏ xíu xíu bị chuột nó lẫm đậu. Chuột của mình mà rắn mà chừng cỡ lạng mấy vào thì thôi. Đi đường tắt vô là xong. Cứ rắn nào mà cái tầm đi vô đường tắt là coi như là khỏi cái đường ra đi. Phải đi đường chính đàng hoàng. Rồi nhìn cái trống quơ các bạn. Rồi con chuột còn các bạn ơi. Này các bạn thấy bẫy mình không? Rồi. Đó bẫy mình đây nè. Không dính luôn các bạn. Bỏ tay. Xong rồi. Rồi tiếp tục bên đây luôn nha các bạn. Hy vọng cái cuối cùng đó. Cùng cho một con được. Một con để mà ăn ủi tuổi xế chiều về già coi. Rồi cái lòng mình mất nữa các bạn nha. Cái lòng mình rớt mất rồi. Ây da. Ồ. Con gì nó kéo xuống dưới đó luôn các bạn ơi. Hay quá ta, con gì kéo dữ ta. Con gì nó kéo cái lòng mình đi vậy ta. Rồi có rắn nha các bạn nha. Kéo cái hôm bị gãy kìa. Quá uổng đi. Ây da. Đặt trong này mà lòng nó còn kéo đi được nè. Là có hy vọng rồi. Lòng kéo rớt đó là ngon rồi. Vậy là có hy vọng. Cái nào nó cũng vào nữa à. Ây da. Rồi, hãy rồi đấy. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây nha các bạn. Rồi, hẹn các bạn clip tiếp theo các bạn nha. Bữa nay quá tệ.